Rồi, bình thường con ạ, mẹ có chỗ vui hơn cơ. Chỗ nào mẹ? Chỗ này. Sao, nhìn được không con? Đi cái thuyền này á mẹ. Không phải là thuyền, mà là du thuyền con à. Thầy có tốn tiền không mẹ? Đã đi với mẹ thì không phải phở lo, đi. Vâng. Được không con? Được, thầy có chỗ nào vui không mẹ? Có chứ. Ship này cho khách sử dụng, khách đang dùng dối đấy kìa. Đây, bây giờ đi đây. Dối này, này, có hải mấy đồng cái đồng nước này. Mua hải xin. Thôi ơi, đi thôi con. À, cái mẹ. Dâng lên không có bố lại biết. Thế mẹ không cho bố đi à? Bố mày đi làm cái gì? Nay mẹ sẽ cho 5 lít đi ăn sáng. Bia, uống bia. Hình như có cái gì sai sai. Cô giáo nghỉ thật sao? Vâng, chắc em phải nghỉ. Thôi, cô được nghỉ. Cô ở đây dạy tiếng Anh cho cháu. Đúng đúng như đấy cô giáo ạ. Không được, em phải nghỉ. Thế sao cô giáo phải nghỉ? Em phải đi lấy chồng. Sao mà đó được? Này là nữa, này là nữa. Cô giáo nghỉ rồi. Giờ làm có nghĩa gì nữa? Nhanh cái tay lên. Đang làm nhờ, không nhìn thấy à? À, dám bật à, thế ông biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì á? Ngày gì đối với anh giờ không còn quan trọng nữa. Tưởng cô giáo hôm nay lấy chồng. Còn ít tiền nào của cháu, anh cho em xin nốt. Đây, gửi cô ít tiền học cho cháu ạ. Em xin nè. Cô đấy, anh cưới em đi đâu vậy? 3 ngày cưới bỏ đi lấy tiền. Ngày chân em lên kiểu hoa, em có hay sáng tình ta. Ngày chờ đợi mong em giống như một món quà. Hay làm vợ. Này là buồn à, bao đâu hàng? Sao đó được? Vợ xem là chết, em cưới tí. Này, bố định làm cái gì đấy? Bố mượn xe của mẹ xem, đi ăn cưới tí. Có gì bố cứ đi ăn cưới đi. Đúng là trẻ con, dễ lừa thật. Này em đi ăn cưới đi, chấm hết. Ông định lấy xe của tôi đi đâu? Lấy xe cho bố Hải mượn xe đi ăn cưới tí. Thế Mazda đâu mà không đi? Mazda đi sợ các bạn này thấy phèn. Cho bố Hải mượn tí nhá. Thôi rồi, đi ông Hiếp mà lái xe nha. Dạ. Loại mà chỉ mình anh có thôi, hay là loại mà các cô bán đây được? Qua cà phê anh đây thì dễ. Tặng mẹ xe này. Mùng 8 tháng 3 qua rồi tặng làm gì? Ơ kìa, mùng 8 tháng 3 ai cũng được quà. Nhưng hôm nay tận 10, 11 rồi, có mình em được quà thôi. Nghe cũng hợp lý nhở. Em xin. Mùa này lạ hết nhở. Mùi tình yêu đấy. Không phải, mùi này lạ lắm.
lạ gì, mùi thơm vậy, ngửi đi nhá. Mùi bánh dạ thối vãi. Sao mà đó được. Cái tên thì phết đấy nhở. Bố Hải đâu con? Con không biết. Ô tô của bố Hải đâu, sao mấy nay mẹ không thấy bố Hải đi vậy? Chắc bố mang đi bảo dưỡng rồi mẹ ạ. Nói thật đi, thương mẹ cho cái này. Nhưng mà bố bảo không được nói với ai. Thôi hỏng rồi. Tưởng bố Hải thế nào, chỉ có giỏi màu mè mà thôi. Màu mè cái gì? Xe mượn bảo đi mua thôi, quay về với cái mắt đa ghẻ đi. Sao mẹ sao lại biết à? Con ngoài đúng không? Đâu con nhờ nói gì đâu. Thế sao mẹ sao lại biết? Con không biết sao lạ thế nhỉ? Sao mà đó được. Lạ nhỉ. Mẹ xem đâu nhỉ? Cái gì? Nhìn thấy gì chưa? Hôm qua người ta bảo là mang sen bảo dưỡng rồi. Hôm nay tin chưa? Biết đâu, tưởng bố Hải đi mượn. Mượn gì? Cái xe có 3-4 tỷ bạc, mua là chuyện bình thường, sao phải mượn? Cũng thấy đúng. Đúng là đàn bà, giấy lừa thật. Anh ấy xong chưa? Xong rồi đấy em ạ. Thế thì cho em xin tiền, em đánh CV. Đây, tiền thuê xe của chú đây. Em xin. Tưởng thế nào? Mẹ cái thằng ngu này. Đứa nào làm vợ bác bố của tao? Đứa nào phá? Khai mau. Không phải con. Không phải cháu. Vậy không phải hai đứa chúng mày thì là tao à? Con không biết. Cháu không biết. Được, đứa nào phá? Khai mau tao cho 5 lít. Con chính là người phá đấy. Thôi Toàn rồi. Toàn thì là Toàn. Tí của cháu mình được 5 lít chứ đôi cái gì nữa. Khắm, ra lấy cho bà cái roi. Mượn. Con biết hết rồi nha, bố không phải đâu. Đừng nói mẹ xen nhá. Vâng, lần này con hết rồi chơi rồi bố ạ. À. Thôi, con lại bắt đầu rồi đấy. Bố đã đối phó mẹ mệt rồi. Thôi, bây giờ con đừng đòi đồ chơi của bố nữa nhá. Không. Thế bây giờ bố cho mua đồ chơi chứ không được là gì mẹ nghe chưa? Đi luôn bố nhỉ. Con thì cái cháu được cái nước gì thật. Mẹ. Thôi, được rồi, đi. Sao mà đó được. Ê, Yến, tao có hoa mùng 8 tháng 3 này à. Ơ, thấy hoa của mày đâu? Mùng 8 tháng 3 mà không được nhận hoa. Mẹ, cay thế nhở? Thơm thế nhở? Đá bóng nó phải vậy chứ. Bố đi đâu giờ mới về? Bố đi đá bóng. Bố biết ngày là ngày gì không? Ngày bình thường ấy, làm sao? Sao chăng thì bố nhìn mẹ đi. Mày không có quà, đừng mơ mà đòi vào nhà. Quà gì nhỉ? Quà 8 tháng 3 thay bố. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ. À, định lùi à, định lùi đâu? À, thôi nhá, bố không vào đâu. Sao mà đó được. Cứ lùi đi, sắp lùi đến bao giờ? Bố sai rồi đấy. Bố nhất quyết không vào à? Vào làm cái gì? Bố bây giờ ở đâu cũng là nhà con ạ. Thế thì hỏng rồi. Ông ngủ ngoài đấy luôn đi. Ngủ thì ngủ, sợ gì? Giờ này ấy, bố ở đâu cũng là nhà. Con nói cho bố biết này, sai cái giáo hội này nhá. Mẹ thế bảo về bố. Bố sai về mẹ bố mất hết.
Ý, hoa đâu vậy chị? Anh Hải tặng chị đấy, em thấy hoa thơm không? Hoa thùng răng chả thơm. Thơm nhưng mà mùi hơi lạ chị ạ. Lạ là cái gì? Hoa hồng thơm như thế này bảo lạ. Đây em cho chị xem đây. Sao tối vậy? Đây để em zoom ra cho. À thì ra bảo sao mà hoa mùi nó lạ lạ. Quả này anh Hải toang rồi. Có cái hãy xem. Lấy sọt đẹp thế nhở? Chuyện mày nói cái điều ấy ai cũng biết. Thế để cho em vào xem con này có khác con xe của chị xem tí nào không. Wow, xe đẹp thế nhở? Ý xài, công nhận xịn thật đi. Hợp đồng thuê xe. Chị xem ơi, cần cái mộ mày. Cái gì đấy? Không có gì đâu nha. Mày có chết không? Anh nhá, thuê xe về lừa chị xem à? Lừa đâu mà lừa. Thôi đừng nói chị xem gì nhá. Được, nhưng mà không phải. Không phải cái này. Thế là cái gì? Con này là iPhone mấy anh nhỉ? iPhone 7 em ạ. Không phải, hình như em thấy chuẩn bị thành iPhone 15 rồi đấy. Này, vứt. 1, 2, 3. Em xin. Đừng nói chị xem gì nhá. Tờ này à, còn sử dụng lên dài đấy. Vào đi, để xem hôm nay ai hơn ai. Định hạ bệ bố Hải bằng cái trò này à? Nhanh cái chân lên. Ai đánh trước? Nhường phụ nữ và trẻ em, mẹ sẽ đánh trước đi. Ok, nhìn đây. Nhìn thì nhìn. Phá tơ rồi đấy, đánh đi. Trông vậy phá mạnh phết nhở. Nhìn thế này. Cứ ăn đi rồi hãy nói. Ok. Chua nhỉ. Chua gì, người ta này có kỹ thuật cả đấy. Thôi đánh tiếp đi. Trò này em, mẹ sẽ ăn làm sao được. Thôi, nhường mẹ xem được cơ. À, được đấy. Thôi đánh nghe. 1, 2. Đi cuối đấy. Sao? Sao mà đó được? Tôi ngu rồi. Đừng có đùa mẹ xem. Mày cứ đợi đấy. Cảm ơn em nhá. Tặng hoa cho mình chắc căn vạn có mưu gì rồi. Cái gì đấy? Bố mới quên à? Tặng bố bông hoa này, nay là ngày quốc tế đàn ông. Như mẹ thật, bố có phải đàn ông đâu mà tặng. Đời thân trải bao nhiêu gánh vác, mong trên vai biết bao phiền. Kìa, sao con lại nói vậy? Thôi con treo một tí vậy mà. Sao đừng xúc phạm bố vậy nhá? Vâng, em biết rồi. Những ngày có tới đâu nghĩ em khỏe mạnh khỏe nhá. Chị khỏi làm việc nhà nhá. Đời thân trải bao nhiêu gánh vác, mong trên vai biết bao phiền. Nào, bây giờ đi chơi nhá. Ôi, có sao không rồi? Ôi, mẹ xin lỗi, nhá. Chị chơi nào? Không, em
Sao xe lâu thế nhở? Phương, em đi đâu đấy? Em đi còn tí việc, nhưng mà đợi mãi chẳng thấy xe đâu. Mày xe đâu nhở? Cái gì? Châu Hải mượn cái mẹt đi xe vàng đi. Vào mà lấy, đi nhanh rồi còn về. Cảm ơn mẹ xe nhá. Là định cho mẹ xe rồi. Bố định chở con đồng nát đi chơi gì? Bỏ cái tay ra. Bố chỉ đi có mất đai ghẻ mà thôi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Sao? Đưa quá hay chất đấy. Chất á? Chất gì? Bố chỉ cần hết phèn phèn thôi. Thế này đã đủ hết phèn phèn chưa? Bố hết phèn phèn rồi đấy. Thôi mẹ xe em lui ra, để bố nó đánh con xe này vào nhá. Kìa mẹ xe lui ra để bố đánh xe vào. Vào thì vào. Khoan. Sao nữa? Không phải là mẹ xe vào. Cho con mẹ ghẻ kia gọn vào. Kìa mẹ không nghe thấy gì à? Con phải phê ai đấy? Đương nhiên là phê mẹ rồi. Ông nghe gì chưa? Bố ơi, con ngửi thấy mùi gì nhỉ? Mùi gì á? Mùi tiền rồi con. Thấy sống mũi cay cay rồi đấy. Cay tay. Mẹ xe làm gì đấy? Đâu có cái gì đâu. Thấy cửa mở ra thì người ta đóng vào cho á. Thật không? Tưởng qua ngồi thử. Ai thèm ngồi? Ai thèm ngồi? Bố làm cái gì đấy? Bố đang bắt kẻ trộm. Nghe mình cùng với trộm à bố? Đương nhiên rồi. Con cứ đợi mày xem. Mấy mẹ con ở nhà nhá. Bố đi giao tí hơn anh đây. Để xem con lát xù nó khác con mẹ tí nào không. Lần này thì chối nữa đi. Sao mà đó được?